30 tháng 4 một ngày buồn dân tộc. Ngày ông U báo ung tin cho tự do giấy chết. Ngày quân gian đứng lên kéo không cùng xích xiềng. Ngụy trang lên ná tan những danh từ thật huy hoàng. Ngày 30 tháng 4 một ngày buồn tưởng niệm. Ngày quê hương khóc vong linh bao triệu người đã chết. Ngày 30 tháng 4 với hung quyền mãn dợ. Bày ra bao cảnh gian manh diệt thêm người xa cơ. Ai là người từng đi qua cuộc đời sống vinh nhục trên quê hương một thời. Ai là người Việt Nam nay còn lại vẫn đau lòng vì quê hương tù đây. Đã đến giờ ta còn thương đau. Đã đến giờ ta chung vai nhau đứng lên dưới cờ. Ngày 30 tháng 4 một ngày buồn cuộc hận. Đầy quê hương đến suy vong trước giặc thù phương Bắc. Ngày 30 tháng 4 phải là ngày cúi đầu. Uổng công lao máu xương của bao tiền nhân hy sinh. Ngày 30 tháng 4 sẽ muôn đời là bên nhục. Ngày u mê dối gian cướp đi sự thật ánh sáng. Ngày tương lai tuổi thơ tối tăm vì cách mạng. Chiều dân nam sáng sơ báo gia đình ly tan. Vấn đề nghi thức chào quốc kỳ, kính mời toàn thể quý vị chúng ta lấy nón xuống. Xin tất cả quý vị chúng ta chuẩn bị nghiêm lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Dĩ quốc vọng thường
tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Sức mạnh nhiều để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chịu cơn đau của những cuộc chiến bê bối. Thậm chí đã gây thương xót lại bao nhiêu dân sự trong quân đội của ta. Sức mạnh nhiều bất động. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Vũ Lợi, trưởng ban tổ chức, sẽ đọc diễn văn khai mạc. Xin mời ông Đặng Vũ Lợi. Kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý vị quan khách, năm nay là năm thứ 42, chúng ta làm tưởng niệm ngày Quốc hận, tưởng niệm các người đã hy sinh cho Tổ quốc, tưởng niệm các chiến sĩ đã bỏ mình nơi trận địa. Tưởng niệm đồng bào đó vì ngày Quốc hận 30 tháng 4 mà bỏ mình ở ngoài biển cả mênh mông, trên rừng sâu và tất cả những chỗ nào mà có giặc Việt Cộng đài đồng bào đi để tìm sự tự do, an bình cho đất nước. Thưa quý vị, 42 năm qua, Việt Cộng đã tàn sát đồng bào, đã dâng đất nước cho Tàu Cộng, biển cả cho Tàu Cộng và tất cả những tài nguyên quốc gia Việt Cộng trao cho Tàu Cộng. Kể từ năm 1958, Phạm Văn Đồng đã ký một cái hiệp ước giao hai biển, hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng qua cái công hàm ký năm 58. Sau 1975, Việt Cộng tiếp tục dâng hiến biên giới Việt Nam, đã giao cho Tàu Cộng trên 800 cây số vuông tới vịnh Bắc Việt. Năm 2000, Việt Cộng đã ký một cái văn kiện giao cho tàu cộng 1.250 cây số vuông. Trước đó bao nhiêu năm Việt Cộng vẫn được dâng hiến cho Tàu Cộng. Trên miền cao nguyên, Việt Cộng giao cho Tàu Cộng là bốc xít nó nguy hại cho đồng bào. Những chất thải của bốc xít là cái chất độc, nó chảy xuống biển vịnh các biển Việt Nam và người dân Việt Nam chúng ta sẽ bị nguy hại vì cái chất độc bốc xít. Chưa xong, mới đây Formosa đã làm cho những đồng bào miền Trung chúng ta hơn 3-4 tỉnh miền Trung biển bị hư hại, cá bị chết, dân không có nước sống, chài lưới của chúng ta ở biển miền Trung đều đang không làm được, dân chết đói. Thế nhưng Việt Cộng luôn luôn vẫn tôi giao lầu cho Tổng thống những cái gì mà chúng ta có. Thưa quý vị, 42 năm qua dân chúng ta không ngừng được nữa, chúng ta phải chiến đấu. Và hiện tại bây giờ trong đất nước chúng ta, đồng bào miền Trung đang nổi dậy đòi Việt Cộng cái đất biển cho công dân và đuổi tụi Formosa ra khỏi nước. Đó là hiện tại chúng ta đang làm. Thưa quý vị, Formosa làm cho chúng ta đất nước bị hư, cá biển bị chết, dân không có nơi mà đánh cá. Như vậy chúng ta, những người dân Việt Nam chúng ta sẽ đau khổ biết chừng nào để Việt Cộng tiếp tục đàn áp dân chúng ta và dâng hiến đất nước ta cho Tàu Cộng. Hôm nay 42 năm qua, chúng ta ở hải ngoại, chúng ta nhìn về quê hương, nhìn về đất nước, chúng ta đau lòng đất nước sắp mất, tàu tràn đầy đất nước Việt Nam. Chúng ta làm gì hơn bây giờ? Chúng ta kiểm tra đồng bào trong nước bằng cách chúng ta đoàn kết lại, chúng ta quyết định phải làm cho được và
chúng ta cùng nhau kiểm cho đồng bào trong nước nổi lên chống lại việc cộng giành lại tự do và độc lập cho dân tộc ta. Xin trân trọng kính chào đồng bào. Đã cộng sản Việt Nam hèn với giặc ác với dân. Đã cộng sản Việt Nam hèn với giặc ác với dân. Đã đạo. Thì bây giờ thì thầy Quảng Đạo sẽ làm nghi thức tưởng niệm ngày Quốc Hận. Xin kính mời thầy Quảng Đạo. Phương bằng gầm mười phương cũng dường ôi tam bảo thời trốn đời dị đạo. Theo từ tánh làm lành cùng pháp với chúng sanh cầu phần tự gia hộ. Tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê trong quê về vợ. Đặng pha vượng vô thượng ba cõi chẳng ai bằng đầy giải cấm chung bốn loài. Vì đoàn một niềm vững sanh nghiệp ba thì sinh dưỡng cùng tan tan ở kia không cùng. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Chiêm tổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni tam mô na 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 ya ya. Ba ca lơ ni na ya tam ba ca bằng duệ do đáng na đang tỏa nam mô tăng kiên đẳng tuổi mong man ta ba ra la na ba nam mô na na tăng tề di ma bằng na sa pa tam ba ta đầu vô bằng ba tam đa na ma ba ya ma bằng đẳng đạo đẳng địa tăng na ba lơ lơ ca đề ca ra đề di di ma bồ đề bà tăng bà ma ra ma đi đà dẫn cô lơ kiến mong đồ lơ vạn sàm bà ya ya đế đà ra đà ra đế 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 tăng bà ra ya ya ra ya ra ma vạn ma ra mong đế lệnh tăng na tăng na ra tăng bà ra ra lợi vạn sa vạn sâm vạn ra giả giả lơ lơ ma ra lơ Chúng con tụ tập nơi đây trước bàn thờ Tổ quốc nhân ngày Quốc Hận thứ 42. Chúng con nguyện xin Chúa đói thương các linh hồn quân cán chính và đồng bào Việt Nam chúng con đã chết trong suốt chiều dài của tháng 4 1975 do Cộng sản Việt Nam gây ra. Xin Chúa cho các linh hồn này được hưởng phước lành bên nhan Thánh Chúa ở trên nước trời. Chúng con xin Chúa ban cho nhân thân nhân gia đình và bạn hữu và cả chúng con được bình an bền vững, kiên tâm đấu tranh diệt bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho người dân Việt Nam chúng con đang trong nhà tù lớn, đang đấu tranh vì môi trường và sự sống còn của dân tộc. Xin Chúa mở lòng những ai còn đang vô cảm
hay còn sợ bao quyền cộng sản, họ cùng chung đoàn kết đứng lên diệt cộng cứu nước. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Con xin cộng đoàn cùng hát bài Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán tù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con soi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ngủ sâu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm ma núi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãng, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí. Ơn an bình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy Quảng Đạo và Thủ Tuyết đã làm nghi lễ tôn giáo. Bởi vì ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4, 42 năm trước. Quý vị hãy nghĩ lại, suốt cả cái tháng 4 này, những người dân chạy loạn từ quân khu 1, quân khu 2 chạy loạn, tìm nơi trú ẩn, chạy trở về Sài Gòn. Và biết bao nhiêu người đã chết, do đó người ta đã nói đại lộ Kinh Hòa. Trên con đường đó, không biết bao nhiêu là thây ma, xác chết nằm đầy trên con đường đó vì do Việt Cộng pháo kích vào người dân thường. Chúng ta nhớ lại những ngày đó, bởi vì khi chúng ta làm lễ tưởng niệm này, có thể là đôi lúc bây giờ này với thời gian chúng ta có thể vôi pha, nhưng quý vị hãy tưởng tượng, mường tượng lại 42 năm trước vào giờ này, trong cái phút đau thương bi thảm của đất nước, và biết bao nhiêu người đã nằm xuống, và cái cuối cùng là những vị danh tướng đã tuẫn tiết. Trên bàn thờ chúng ta thấy những vị danh tướng đó, và cái quan trọng nhất là chúng ta đã mất nước, do đó chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe một phát biểu của một người trẻ. Bởi vì trong cuộc đấu tranh của chúng ta, trong bất cứ một cuộc đấu tranh, một cách mạng nào ở bất cứ đất nước nào, cái sự tham gia và có mặt của giới trẻ là một điều tiên quyết, quan trọng để có thể quyết định được thắng lợi hay không. Đó là thế hệ trẻ, sự có mặt, đóng góp của họ. Chúng tôi xin quý vị dành một phút lắng nghe một người khuôn mặt trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đã dấn thân chiến đấu sinh hoạt với chúng ta trong rất là nhiều thời gian qua. Chúng tôi xin thân mến, xin mời quý vị nghe một vài cảm tưởng của anh Nguyễn Thanh Lương. Xin mời Nguyễn Thanh Lương.
Kính thưa quý vị, tình hình thế giới và đặc biệt khu vực ở Biển Đông ngày càng nguy cơ. Đào Bắc Hàn hăm dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, nào Hoa Kỳ phô trương biểu diễn sức mạnh hải quân, nào thương thuyết, nào đem đi Nhật Hàn, Tàu, Mỹ. Tất cả các quốc gia và Đông Nam Á đều có thái độ rõ ràng trong báo và bằng chứng Tàu. Riêng thái độ của nhà nước quyền Cộng sản Hà Nội là chờ ngóc, mong vào các quan thầy Tàu Cộng. Và dĩ nhiên tình hình quốc tế ấy đã thôi thúc cho Việt Nam và hải ngoại là quốc nội. Thế còn tình hình trong nước tình hình hoàn toàn đen tối. Ngoài đám tư sản đỏ, vệ tinh của bộ máy nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội càng ngày càng giàu sụ, đang tìm đường lại của ra sân ngoài, tìm nơi hạ cánh an toàn, trị nạn kinh tế. Ngoài một bộ phận trí thức nhỏ cùng với một bộ phận thanh niên tuy xuất thân từ hệ thống giáo dục Cộng sản nhưng đã dám rời xa định hướng xã hội chủ nghĩa, đã dám ca ngợi chủ nghĩa tư bản và các giá trị phương Tây đang thống tỉnh, tìm một con đường kinh tế phát triển mới để giải thoát dân tộc, nhưng chỉ thấy bàn cãi nhưng không dám hành động cải tổ vì sợ mất ổn định. Còn phần còn lại của xã hội, nhất là tuổi trẻ, tình hình rất bi đát, thật khủng khiếp. Việt Nam ước tính có khoảng 183.000 người nghiện ma túy, gần 33.000 người bán dâm, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa, từ 16 đến 18 tuổi. Mua bán người càng ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn. Buôn bán trẻ sơ sinh, buôn bán bào thai, nội tạng và một hình thức buôn bán mới nhất gần đây là đẻ thuê. Đất nước cứ mỗi ngày một nghèo thêm để nói dài chậm tiếng và tụt hậu so với nhân dân các nước trong khu vực. Thậm chí có nhiều lĩnh vực bây giờ thua cả Campuchia và Lào. Chúng ta, những người Việt yêu nước, yêu một nước Việt Nam dân chủ, pháp trị, yêu một nước Việt Nam đa đảng, đa nguyên, đầy những quyền tự do tối thiểu, mong rằng nhân dân Việt Nam có thể làm được một cái gì để tự giải phóng mình, tìm con đường độc lập cho đất nước mình. Đã từ bao năm tháng nay, nhân dân Việt Nam trong nước đã bao lần xuống đường đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi căn bản, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng. Từ thập niên qua, tuổi trẻ đã dám xuống đường với khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Các blogger, các nhà bất đồng chánh kiến chấp nhận đi tù, những luật sư chấp nhận mất việc làm, đòi nhân quyền, tự do, dân chủ. Và trong những tuần gần đây, với cờ vàng ba sọc đỏ dẫn đầu, dân chúng Hà Tĩnh đã phất lên đòi quyền tự quyết, đời sống môi trường trong sạch, lành mạnh của mình. Cảm ơn đồng bào, cảm ơn tuổi trẻ Việt Nam can trường, tuổi trẻ bất khuất, truyền thống dựng nước bảo vệ quê cha đất tổ nay vẫn còn, vẫn tiếp tục dẫn dắt tuổi trẻ đấu tranh để không bị mất đất, mất biển, quê hương không bị bán ra tùng mạnh. Hãy tuổi trẻ Việt Nam, cảm ơn các bạn đã đứng lên tố cáo sự phá hoại môi trường cũng như những kẻ bán nước. Hãy tuổi trẻ trong các đơn vị quân đội nhân dân, hãy các bạn trẻ trong các đơn vị công an, nếu các bạn muốn tiếp tục truyền thống tiền nhân dựng nước và bảo vệ quê hương, hãy đứng lên cùng với những người dân đòi lại quyền, điều hành đất nước, bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc Đại Việt, đuổi tập đoàn, độc tài đảng trị, giành lại độc lập, giành lại quyền tự chủ cho dân tộc Việt, lấy lại bờ cõi giang sơn đất nước Đại Việt, Nam quốc sơn hà Nam nhân cư. Năm nay Đinh Dậu 2017 sẽ năm thay đổi, xóa bỏ độc tài, giành lại độc lập tự do và không gian sinh tồn của dân tộc Đại Việt. Còn Việt Nam, chịu con tin này còn chịu khói kiêu hùng. Âu ta từ thành văn lang dồn lại, xương da thịt này cha ông miệt mài, từng giờ qua, cười ngạo nghễ đi trong đau nhức khôn nguôi. Chúng ta hành động, một đoàn người yên ngang, trên bàn trong hát cười vua vang vang. Còn Việt Nam, chuột con tim này còn chuột bói anh hùng. Cảm ơn quý vị và
Xin cảm ơn tuổi trẻ Việt Nam. Xin cảm ơn tuổi trẻ hải ngoại. Xin cảm ơn anh Thanh Lương. Đúng như anh Thanh Lương vừa mới nói, phát biểu cảm tưởng của anh, chúng ta ở ngoài này, chúng ta không thể làm được gì cho đồng bào và những người đấu tranh trong nước. Chúng ta chỉ có thể có một điều duy nhất là chúng ta yểm trợ. Mà yểm trợ là như thế nào? Là sự có mặt của chúng ta trong những cái ngày như ngày hôm nay, 30 tháng 4, sự có mặt đông đảo của chúng ta để yểm trợ, nói lên cho đồng bào trong nước rằng họ không bị lãng quên, họ không đơn độc, họ vẫn có những người đồng bào của họ ở hải ngoại luôn luôn tiếp sức, có thể bằng tinh thần, nhưng có thể bằng vật chất. Nhưng cái quan trọng là sự có mặt của chúng ta là giúp đỡ cho họ, yểm trợ cho họ trong một cuộc đấu tranh đầy gian nan và nguy khó ở trong nước. Bởi vì chúng ta ngoài này, chúng ta được tự do, chúng ta không bị ảnh hưởng, không bị áp lực, nhưng họ ở trong nước, chính là mạng sống của họ, họ đang đấu tranh. Xin cảm ơn lời phát biểu của tuổi trẻ hải ngoại, anh Thanh Lương vừa mới nói. Và anh Thanh Lương vừa mới nói với câu trong bài hát, nếu tôi không quên, đó là Việt Nam quê hương ngàn Huế. Xin đồng bào, xin tất cả mọi người chúng ta hãy hâm nóng không khí lên, cùng nhau chúng ta hát bài Việt Nam quê hương ngàn Huế. Xin mời quý vị. Dâng tràn qua bao gian nan, đường dài muôn ngàn chỉ một chuyện người Nam ta. Lê sau và chân vong xiềng có bay xa sâu, đôi mắt ta dư sáng theo nhìn xin tiêu lạc xa. Ta khui xin tiêu vang dậy trước mặt mọi người, nụ cười muôn nơi nào một nụ cười vòng người, nụ cười xa bay nụ cười thả lòng muôn rơi. Bước chân ta chậm đôi xin tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị vừa rồi đã cho lại không khí của một Việt Nam kiêu hùng. Sau đây tôi vừa mới nghe một người trong chúng ta muốn tham gia đóng góp với chúng ta một bài thơ. Tôi xin mời quý vị chia sẻ với anh bạn của chúng ta một bài thơ. Xin cảm ơn bạn. Bài thơ này tôi mới vừa nhận tối qua một người bạn. Bài thơ rất là cảm động. Tôi đọc cho bà con nghe. Tôi có mình tôi tất nhập người, 42 lần đến tháng tư rơi. Chán nắng sao ai mời uống mãi, bên dòng vi sự giật giờ thôi. Tôi có người anh không chấp nhận, tự xóa tên mình cuối tháng tư. Sử sách lưu danh làm chi nữa, cờ lao cắt gọn đất hoa lư. Tôi có người cha dương súng lệnh, chào lá quốc kỳ trước khi đi. Chỉa vào đầu viên đạn chót, chết theo thành phía trận trần kia.
có cái người mẹ nhìn quanh mãi, nhà mình còn chi đáng giá không, trước cái tủ thờ mà cúi lại, tổ tiên tha thứ gửi gạo đông. Tôi có người chị từ dạo đấy, bán đảo cưới đi thăm nuôi, thất thân giữa đầm trường Nam Bắc, lòng men sông hát giải quan ôi. Tôi có người em ra đầu chợ, chờ miếng tôm thừa bên quán ăn, tay mời vé số, cầu người chung vỉa hè chiêu đất khóc ai thiên đàng. Tôi có người yêu đêm tạ từ, khuya em lên tàu đi vượt biên, máu chinh loan xuống vùng biển Thái, thả gió tự do rồi ngã điên. Tôi có thằng bạn đi chất lọt, tôi có thằng bạn đi chất lọt, quay về kháng chiến giữa đường quan, hoài bão quê hương cao chất nhất, tử hình tù chẳng sờ ra. Nhưng tôi có mình tôi rất nặng mùi, 42 lần đếm tháng tư rơi, chén đắng sao ai mời uống mãi, bên dòng vi sự giật giờ trôi. Xin cảm ơn em. Trong suốt 42 năm qua, 42 năm qua, cái mà nhà đương quyền cộng sản ở trong nước nó sợ nhất, đó là tà ma quỷ ác. Nó chỉ có sợ nhất là lá bùa thêm, đó chính là lá cờ vàng của chúng ta. Chúng nó chỉ muốn một điều là chúng ta quên, không nhói nhắc nhở đến lá cờ. Nhưng chúng ta người Việt hải ngoại vẫn không quên. Trong công cuộc đấu tranh của chúng ta, đơn giản một điều, hàng năm ngày 30 tháng 4 chúng ta có mặt ở đây và dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Đó là một việc trong tối thiểu những việc mà chúng ta đã làm để giữ lại được lề phép của chính nghĩa quốc gia. Hồi nãy chúng ta vừa mới nghe người trẻ tuổi ở hải ngoại phát biểu cảm tưởng. Giờ đây chúng tôi xin mời quý vị chia sẻ lắng nghe những cảm tưởng của người trẻ ở trong nước phát biểu. Xin mời anh Đông chuẩn bị. Việt Nam nghe chăng? Sơn Hà nguy biến, một cuộc xâm lăng không tiếng súng của Trung Cộng đã bắt đầu. Là người Việt Nam, chúng ta cùng nhau nhìn về nỗi đau chung của dân tộc. Khi tháng tư đen đã đến, hãy thắp một nén hương cho các linh hồn tử sĩ đã hy sinh vì tổ quốc dân tộc. Hãy thức tỉnh, khi Trung Cộng đã hiện diện khắp đất nước Việt Nam, thác Bản Giốc, Ải Nam Quan đã mất, các đảo nhân tạo và căn cứ quân sự của Trung Cộng đang chiếm trái phép trên quần đảo Hoàng Trường Sa, biển đảo Việt Nam đã mất chủ quyền, miền Bắc cho Trung Cộng thuê đất dài hạn, Nha Trang biến thành phố tàu, dự án bưu xích Tây Nguyên gây hậu quả ô nhiễm trầm trọng, các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận, nhà máy giấy Lee and Man đang hàng ngày đầu độc sông Hậu Giang, nguồn sống của hàng ngàn người dân miền Tây, nhà máy thép Formosa, một hung thần đang đầu độc cả vùng biển 4 tỉnh miền Trung một cách công khai, ngang nhiên xả thải, coi thường luật pháp và mạng sống hàng triệu người dân Việt. Cao trào nhất là sự kiện tổng biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 2016. Người dân các tỉnh miền Trung đã đứng lên biểu tình lớn trước cổng nhà máy Formosa, điểm nóng là Sài Gòn. Chúng ta đã xuống đường biểu tình, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam khởi kiện và đóng cửa vĩnh viễn nhà máy thép Formosa. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã trắng trợn trà đạp lên luật pháp, đàn áp, đánh đập và bắt bớ người biểu tình ổ quà trong tay không tấc sắt, đã vi phạm điều 25 hiến pháp mà công dân có quyền biểu tình để nói lên nguyện vọng chính đáng của mình, mà nạn nhân trực tiếp là hàng triệu người dân miền Trung. Biển nay đã nhiễm độc, không còn cá, ghe thuyền chài nằm im tiêu điều xác xơ, hàng ngàn người dân thất nghiệp, trẻ em không được đến trường, mà hậu quả chất độc còn tiếp tục ô nhiễm. Bọn xuống nỉnh đã phần dốt nát và bị chính sách tuyên truyền ngu dân, nên không cảm nhận nỗi đau của dân tộc khi non sông bị kẻ thù đang xâm lược. Và ngày hôm nay là ngày giỗ giáp năm của Formosa. Chúng ta là người con dân nước Việt,
nhận thấy được đại nạn mất nước đang đến gần. Hỡi các bạn trẻ, sinh viên, bằng kiến thức và lòng yêu nước, các bạn chính là lực lượng nòng cốt để tự mình thay đổi vận mệnh đất nước. Giới trẻ hãy đứng lên, đảm trách khi sơn hà nguy biến. Hãy đoàn kết một lòng, giữ niềm tin, vững chí. Hãy kêu gọi giới trẻ cùng nhau xuống đường, thể hiện lòng yêu nước bằng tất cả niềm tin, ý chí và hào khí của người dân Việt. Hãy vượt qua nỗi sợ hãi hèn nhát để cất cao đầu cùng thế giới. Đừng ngồi chờ người khác thay thế bạn hay ban phát tự do cho bạn. Hãy ngừng vô cảm, thờ ơ, đừng im lặng trước thảm họa đang diễn ra hàng ngày. Hãy cùng nhau xuống đường không do dự. Tương lai của dân tộc đều tùy thuộc vào các bạn quyết định. Dân tộc Việt Nam sẽ mở ra một trang sử mới. Đồng bào hải ngoại, hãy đồng hành cùng đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung và tương lai của dân tộc Việt Nam. Mọi người, hãy cùng nhau nắm tay xuống đường, hô to khẩu hiệu Formosa cút khỏi Việt Nam, Giang Tham cút xéo, cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, vì cá, vì nước, cùng nhau tiến bước, dân Việt xuống đường, yêu thương đoàn kết. Tập thể người Việt Việt Nam Cộng sản tại Pháp và trên toàn thế giới xin chân thành cảm tạ tất cả những người trẻ ở trong nước ngày hôm nay đã cho tung bay cờ vàng trên thành phố, trên khung trời của thành phố Sài Gòn. Không phải là một lần mà có nhiều nơi đã cho bay cờ vàng của chúng ta tại Sài Gòn, trong nước. Trong tất cả những cuộc biểu tình ở trong nước, ký giả hoặc là phóng viên đều đến để phỏng vấn những người dân ở trong nước, lý do tại sao họ biểu tình, lý do tại sao họ phản đối. Lý do đó chúng ta ngoài này chúng ta đã biết, nhưng tôi muốn ngày hôm nay trong tất cả chúng ta đến đây ngày hôm nay chia sẻ, tôi xin một vài cảm tưởng của quý vị để chúng ta có thể gửi về trở lại trong nước, để cho họ thấy rằng những cảm tưởng của những người Việt hải ngoại đang đấu tranh ở phía ngoài này yểm trợ cho họ sẽ có đi chung cùng với lại cuộc đấu tranh của họ trong nước. Tôi xin trước hết là tôi chỉ xin những người rất là bình thường, những người dân bình thường, xin quý vị ngày hôm nay đã đến ngày hôm nay tham dự buổi tưởng niệm ngày 30 tháng 4 ngày hôm nay, xin quý vị cho cảm tưởng. Trước hết tôi xin mời một chị mà tôi đã thấy nhiều lần đã tham gia buổi 30 tháng 4, đúng rất là riêng lẻ nhưng luôn luôn có mặt trong ngày 30 tháng 4 hôm nay. Người thứ nhất tôi muốn xin hỏi cảm tưởng của chị trong ngày 30 tháng 4 ngày hôm nay, xin chị cho biết tên. Dạ, tôi tên Hằng. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, chúng tôi bao giờ cũng tưởng nhớ đến Việt Nam, chúng tôi đã bỏ ra đi, nhưng bao giờ cũng tưởng nhớ đến những người đồng bào đã và vẫn còn ở lại và vẫn còn đấu tranh cho tự do cho Việt Nam, cho quê hương của chúng tôi. Thì chúng tôi ở bên này vẫn nhớ những người đồng bào đã luôn luôn đấu tranh cho tự do, và chúng tôi cũng đấu tranh cho tự do để chúng tôi còn trở lại Việt Nam. Xin thầy rất cảm ơn chị. Người thứ hai tôi muốn xin hỏi đó là một anh, một khuôn mặt đã từng sinh hoạt đấu tranh trong phong trào của Trần Văn Bá. Xin anh cho biết cảm tưởng của ngày hôm nay 42 năm và xuất hiện của cờ vàng bay ở trên khung trời Sài Gòn. Xin anh cho cảm tưởng của anh như thế nào, bởi vì chúng ta ở bên ngoài này, hải ngoại, cờ vàng bay thì là chuyện bình thường, nhưng người trong nước ngày hôm nay, nhất là tuổi trẻ, đã tham gia vào trong công cuộc đấu tranh và đã cho bay cờ vàng. Xin anh có thể cho biết tên và anh có thể cho phát biểu cảm tưởng của anh. Tôi là Vũ Đăng Sơn. Thì trả lời câu hỏi anh, thì đối với tôi thì cái cờ chính nghĩa Pháp ở bên Việt Nam là cũng là bước đầu. Thì càng lúc càng đông người Việt tại quốc nội đã hiểu được và đã nhận thấy được là cờ Việt Nam, cờ quốc gia là cờ chính nghĩa, tượng trưng cho tự do, cho dân chủ.
cho một cái ngày mai tươi sáng cho Việt Nam. Thành ra càng lúc tôi thấy cảm tưởng như dân Việt Nam bây giờ càng ít sợ, càng lúc không còn sợ nữa. Và điển hình là những người xuống đường và hiện tượng đồng tâm chẳng hạn và nhiều biến cố khác, thì càng lúc chúng ta sẽ càng thấy những cái biến cố nó trở nó xảy ra, và cho chúng ta thấy là đồng bào càng lúc càng không sợ và đứng lên, và ngọn cờ chính nghĩa, ngọn cờ Việt Nam càng lúc càng sẽ thấy trên khắp khắp nước Việt Nam ba miền. Thưa anh nghĩ thế nào về cái chuyện là những người trẻ, những người đã sinh ra sau ngày 30 tháng 4, thế hệ hoàn toàn không biết gì về cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ngày hôm nay trong khi đi trong cuộc đấu tranh đi tìm chính nghĩa, đi tìm cái tiếng gọi của dân tộc, họ đã lấy trở lại ngọn cờ vàng của chúng ta là ngọn cờ đấu tranh. Theo anh thì cái điều đó cho thấy một cái điểm là như anh vừa nói, là họ đã có một cái bắt đầu mới, một cái tiếp bước mới, hay là có một cái vận chuyển mới, thì theo anh nghĩ nó có thể phát triển ra rộng lớn hơn hay không? Thì đương nhiên là người quốc gia thì tôi hy vọng là sẽ phát triển lớn hơn, và nói chung thì là tuổi trẻ Việt Nam bây giờ cần cái điểm tựa, cần nhìn thấy cái gì trong sáng, cái gì minh bạch, cái gì thật sự, cái gì chân chính. Và ngọn cờ Việt Nam là ngọn cờ quốc gia là một trong những biểu tượng cho cái sự thật, cho cái sự chân thật đó. Thành ra tôi nghĩ là càng lúc càng đông sẽ có những người quay về với ngọn cờ quốc gia, hoặc là quay về với cái biểu tượng tự do dân chủ và yêu nước chân thật. Họ cần cái gì thật sự chân thật. Vâng, xin cảm ơn anh Sơn. Một người nữa chúng tôi trong cuộc 30 tháng 4, anh ta đến đây thường xuyên, nhưng mà không phải sự có mặt duyên của anh ta, nhưng mà anh ta luôn luôn đem theo những cháu bé con của anh ta. Có thể đó là một hiện tượng để cho thấy rằng sự tiếp nối của những hậu duệ thể hiện bằng những công việc đó. Tôi đang tìm, tôi không thấy anh ta đâu cả, và nhất là có cháu bé nữa. Và xin anh cho đã. Xin anh cho biết là cảm tưởng của anh mỗi lần khi anh đến tham gia ngày 30 tháng 4, anh luôn luôn mang theo các cháu. Có lẽ là trong tâm niệm của anh là để cho các cháu bé nhìn thấy những cái sinh hoạt này, để cho các cháu bé tiếp nối con đường đấu tranh. Nếu mà thế hệ của chúng ta đi qua không hoàn thành được công việc này thì có lẽ là thế hệ sau, con cháu của chúng ta sẽ tiếp nối. Anh có thể cho biết cảm tưởng khi anh mang các cháu bé đến cụ thể là như thế nào? Và xin anh cho biết. Tôi cũng mời phép xin trả lời. Thì đối với tôi, nước Việt Nam chỉ có một, và nước Việt Nam tôi là Việt Nam. Ngày tôi ra đi thì cũng phải dành lấy sự máu đi cùng một và tôi cũng nằm trong tổng hội của những cái anh em khác. Khi tôi ra đi thì đời tôi cũng độc thân. Tôi sang đây thì tôi cũng chưa có gia đình. Tôi lập gia đình ở xứ người, còn xứ này cũng là xứ người, nhưng đối với tôi cũng là xứ người. Thì nguồn gốc của tôi là dân tộc Việt Nam. Thì các con của tôi sinh lớn lên tại đất nước của quê người, nhưng tôi muốn tụi nó phải học cái học hậu một lần văn hóa của dân tộc Việt Nam, và nghĩ tới những gì ông cha mình đã có, đang có và đã mất, thì muốn dạy cho tụi nó hiểu, để nó biết, để nó truyền lại cho thế hệ sau mà nó muốn. Ngoài ra thì tôi chỉ mong muốn cái dân tộc của mình tồn tại. Cái mà tôi mong muốn nhất là người Việt Nam sau qua lòng lịch sử, tại vì người Việt Nam tứ hương trên thế giới, khắp nơi trên thế giới, và ai cũng mang chung một tâm trạng và nỗi buồn lớn nhất là xa quê hương. Xa quê hương đối với một người Việt Nam đó là một cái niềm cảm xúc rất lớn, cái đau buồn rất lớn, không bao giờ thay thế được. Dù là mình có cả cuộc sống, có đầy đủ về vật chất, hay là trung bình, hay là khá, hay là sao đi nữa, nhưng cái tinh thần mà cái quê hương dân tộc trong người mình đang thiếu, thì mình sống vẫn như là một người, cái hồn mình mang ở một cái nó lần lần đại khái như những lúc mình một mình phải suy nghĩ. Nếu đối với thế hệ của tôi thì có thể khác những thế hệ trẻ, nhưng những thế hệ trẻ nếu muốn cho tụi nó hiểu được những cái gì nguồn gốc của tụi nó, thì mình phải
giáo dục với những cái mà mình đã có, truyền lại cho con cháu để con cháu nhớ rằng mình là dòng giống Lạc Hồng, con rồng cháu tiên, là dân tộc Việt Nam không phục phòng, không phục phục trước một cái sự bạo quyền nào, giống như ngày xưa cha ông của mình đã từng đánh đuổi bọn Tàu xâm lược cả ngàn năm dân yên, mà tới bây giờ nước của mình nằm ở trong tay của kẻ thù đỏ cộng sản, thì nó đã làm càng ngày càng cho đất nước mình phải hầu như là xóa trên bản đồ, không còn nước Việt Nam nữa. Và dân tộc Việt Nam phải gánh lấy những cái sự đau thương, chịu đựng, đàn áp những cái cuộc sống đó. Thì mong mọi người ở đây hiểu, mỗi người một chút tấm lòng nhớ về quê hương, dù là tinh thần, thì luôn luôn sẽ có một niềm hy vọng, mà niềm hy vọng đó sẽ đến một ngày không có xa nếu chúng ta nắm lấy cái sự tự tin ở chúng ta. Thì xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Vừa rồi là tôi hỏi một số, cảm tưởng của quý vị tham gia ngày 30 tháng 4 ngày hôm nay, để chúng ta ngày hôm nay cái bức tượng phim này sẽ được gửi về trong nước, để cho đồng bào trong nước người ta thấy rằng chúng ta đã luôn luôn sát cánh với họ trong nước. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay 30 tháng 4, 42 năm đã trôi qua, nhưng quý vị có biết rằng cái buổi biểu tình 30 tháng 4 tưởng niệm vẫn muốn đầy vẫn muốn 30 tháng 4 xảy ra đầu tiên trên thế giới là ở đâu không? Chính là ở đây, tại Paris này, do Tổng hội sinh viên của Paris đã xuống đường biểu tình ngay khi nghe tin Sài Gòn thất thủ. Và hôm nay tôi xin mời một người đại diện cho Tổng hội sinh viên ngày hôm nay, đó là anh Hào. Xin anh cho biết cảm tưởng sau 42 năm. Xin mời anh Hào. Xin cảm ơn. Thì ngày hôm nay đó, ban tổ chức đó có đề nghị của tôi là một cái bài diễn văn bằng tiếng Pháp. Tại sao tiếng Pháp? Tiếng Pháp tại vì có rất nhiều bạn hữu, rất nhiều người Pháp, người Âu Châu, người Mỹ, người quốc tế, nhiều người vẫn chưa hiểu tại sao chúng ta 42 năm sau khi đã được gọi là thống nhất, tại sao chúng ta vẫn còn tranh đấu như là ngày hôm nay với tất cả các quý vị. Thì tôi xin được chia sẻ cái bài diễn văn đó bây giờ. Kính thưa thượng tướng, kính thưa quý vị, nous sommes ici aujourd'hui tous ensemble pour commémorer cette terrible journée du 30 avril 1975 qui est restée gravée dans nos cœurs. Ce jour-là, il y a exactement 42 ans, jour pour jour, le communiste vietnamien, victorieux de la dernière bataille de Saigon, a fait miroiter au monde entier une nouvelle ère rayonnant l'indépendance allait illuminer le devenir de notre pays. Plus que cela encore, ils ont même été érigés par des pacifistes romantiques comme les héros et défenseurs de la liberté. Ils ont réussi à charmer ces jours-là les utopistes, les poètes rêveurs, les plus crédules. Mais malheureusement, beaucoup, beaucoup savaient déjà. Ils savaient parfaitement ce qui allait en devenir. Et pour preuve, plus d'un million de Vietnamiens se sont enfuis de les embarcations de fortune, bravant tous les risques les plus périlleux que la mer orientale leur réservait au large. Et parmi eux, 250 000 boat people ont laissé leur vie. Le peuple vietnamien a payé très cher, trop cher, cette guerre idéologique communiste, cette tartufferie qui a commencé il y a plus de 70 ans. Et depuis 70 ans de réunification, le pays a continué à payer cash et au prix fort, à compte couvert, une facture
qui ne fait que s'alourdir au fil des temps et que condamne aujourd'hui le futur du pays. Perversion totalitaire, oppression du peuple, privation des libertés, violation des droits de l'homme, subordination chinoise, perte de souveraineté, assimilation culturelle et ethnique. Oui, la liste est bien longue. Le scandale écologique de Formosa est un exemple logique, loquace et désastreux de la situation du pays aujourd'hui, où règne corruption, barbarie, impunité. Comment ne pas se scandaliser alors que le Parti communiste vietnamien, aveuglé par ses acquis, ne fut là que pour préserver à tout prix et avec une voracité parfois animale les privilèges du parti. Comment ne pas s'indigner lorsque la justice ne peut plus façade pour maquiller la cupidité des dirigeants et pour légaliser le pillage organisé par l'État sur son peuple. Comment ne pas se révolter quand la patrie est bradée? Mais comment ne pas se révolter quand la soumission honteuse du gouvernement face à la détermination impérialiste chinoise? Mais que dis-je? C'est beaucoup plus grave que cela. Car ce n'est pas seulement une soumission honteuse, c'est de même pas une facilité complaisante. Mais là, il s'agit bien d'une complicité coupable, d'une complicité de crimes contre son propre peuple, que le Parti communiste vietnamien aura à répondre devant l'histoire, devant son peuple, devant toute l'humanité tout entière. À tous, devant une société vietnamienne aujourd'hui détruite par la perversion, par l'immoralité et par la décadence, devant la souffrance de vous-même, la douleur de Hadé, devant l'exaspération de Dong Tan Minh, devant le supplice des Vietnamiens, nous, ici, aujourd'hui, à Paris et partout dans le monde, nous, plus que jamais, soutenons la colère de tout un peuple qui gronde. Nous, plus que jamais, soutenons cette vague qui est en train de se déferler sur tout le pays. Nous, plus que jamais, soutenons avec force et avec détermination le soulèvement populaire actuel au Vietnam. Je vous remercie. Xin cảm ơn thầy Hảo. Kính thưa quý vị, tôi muốn giới thiệu cùng quý vị sắp tới đây một người có một cái hoàn cảnh tương đối đặc biệt là anh ta đã được đào tạo tại bên Pháp này, nhưng sau đó anh ta đã quay trở về Việt Nam và đã nhập ngũ chiến đấu ở Việt Nam như những người công dân ở bên Việt Nam. Trước khi được giới thiệu với quý vị về phần phát biểu cảm tưởng của anh ta, tôi muốn xin quý vị chúng ta cùng nhau hát một bài hát để tạo không khí. Xin mời anh Đông. Hãy subscribe.
Phan Toàn Châu. Đã đã cộng sản Việt Nam đã nữa. Đã đã. Đã đã. Đã đã. Đã đã cộng sản Việt Nam đã nữa. Đã đã. Đã đã. Đã đã. Đã đã cộng sản Việt Nam. Hẹn bây giờ. A quy nhơn. Đã đã. Đã đã. Đã đã. Việt Nam cộng hòa muôn năm. Muôn năm. Việt Nam cộng hòa muôn năm. Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm Việt Nam cộng hòa muôn năm. Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm. Xin cảm ơn anh Phan Toàn Châu đã cho chúng ta thưởng thức một màn múa cờ rất là độc đáo. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chia sẻ cảm tưởng của một người như tôi vừa mới giới thiệu lúc nãy. Đó là anh Phan Văn Song. Xin mời anh Phan Văn Song. Kính thưa quý vị, chúng ta gặp nhau, quý vị từng nói là năm thứ 42, nhưng tôi nhắc lại quý vị rằng lần này lần thứ 43 chúng ta bị ảnh cái ngày quốc hận này. Ta muốn luôn luôn phải giữ cái ngày quốc hận này, trân trọng cái ngày quốc hận này, chúng ta phải giữ đó một cái kỷ niệm để bây giờ chúng ta lọt lại lần nữa dạy dỗ tin lời vừa có đồng minh, nghe lời không có kỹ lưỡng để cho bị những cái cảnh như thế này. Chúng ta ra đi được, chúng ta cảm ơn trên, chúng ta thoát được, chúng ta ra ngoài này, chúng ta sống được, nhưng mà ở trong nước bị thiệt thòi, bà con bị thiệt thòi. Cái đó có một phần chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi mong tất cả bà con chúng ta cố gắng bằng mọi tâm huyết ủng hộ bà con trong nước để lật đổ, chính bà con trong nước mới lật đổ được bọn cầm quyền bán nước ngày hôm nay đang làm dơ giấy quê hương đất tổ, đang dơ giấy về mặt môi trường, dơ giấy về mặt đạo đức, dơ giấy về mặt chủng tộc, lai căn. Đàn bà, con gái thì bán đi mại dâm, đàn ông thì bán đi nô lệ, con nít bán lên làm tất cả mọi chuyện. Vì vậy, một lần nữa, lần này lần thứ ba, cảm ơn tất cả quý vị và con có mặt ngày hôm nay chia sẻ cái nỗi khổ của bà con trong nước. Cảm ơn bà con trong nước, cảm ơn các tuổi trẻ trong nước. Ngày nay
ngày mai là của tuổi trẻ. Cảm ơn tuổi trẻ bất khuất, tuổi trẻ cao trường. Cảm ơn tất cả và kêu gọi tất cả tuổi trẻ của đất nước, trong nước, người dân, tất cả những chiến sĩ công an của bọn cộng sản. Nhưng mà các anh, nếu các anh có một lòng nào mà yêu nước, yêu dân, yêu quê hương, yêu tổ quốc thì phải can trường đứng dậy lật đổ nhà nước quyền cộng sản. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh Long rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị đồng hương, đã đến lúc tất cả mọi người dân hải ngoại và quốc nội phải dùng lên để giành lại tự do, nhân quyền. Đã đến lúc những ai còn một chút lương tri không thể chịu được nổi trước cái nhục mất nước mà bọn giả thú đi bằng hai chân, bọn diệt gian cộng sản Hà Nội đã gây ra cho dân tộc ta. Bọn xuất nhập đi bằng hai chân đó đã đến mất lương tri, do cảm trước những khổ đau của đồng bào, do cảm trước cái nhục của nhân dân, mở cửa ồ ạt đón giặc tàu vào xâm lăng đất nước. Tất cả những ngon kia của dân tộc thì có được khi bọn giả thú đi bằng hai chân phải loại khỏi bọn cầm quyền, bị tiêu diệt. Chúng ta đừng có bao giờ hy vọng bọn chúng sẽ giác ngộ, ăn năn. Cố Tổng thống Yeltsin của Nga đã có nói rằng chế độ cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thay đổi được. Kính thưa tất cả quý vị đồng hương, chúng ta người Việt hải ngoại có điều kiện để nói lên tiếng nói đó cho thế giới biết rằng vào thế kỷ này vẫn còn một quốc gia như Việt Nam cộng sản bây giờ là một chế độ mà chúng ta cần phải triệt tiêu để xây dựng một chế độ mới hoàn hảo hơn. Kính thưa tất cả quý vị đồng hương, sau đây chúng tôi xin mời quý vị đồng hương cùng chúng ta hô bài khẩu hiệu trước khi qua mục khác. À ba là công lý Việt Nam em. À ba. Freedom for Vietnam. Freedom. Freedom for Vietnam. Freedom. Xin cảm ơn tất cả quý vị đồng hương. Bọn đương quyền cộng sản ở Việt Nam hiện tại, chúng nó bây giờ đã lộ mặt là những kẻ bán nước. Điều đó thì tất cả chúng ta không cần phải nhắc, anh đều đã biết. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau hát bài Thề không phản bội quê hương, bởi vì chúng ta không phải là những kẻ bán nước. Xin mời quý vị. Con từ các tăng thương quay về như ngày nào cùng bố mẹ ra đi, vẫn còn đây giống dân tiên thần, vẫn còn đây giống con lạc long. 50 người cùng mẹ lên núi xây vương biển lập cuộc chiến đấu tranh, còn 50 người vượt đại dương quyết xây lại quê hương. Trăm con cùng chung gót máu đào, từ đồng tình về đất tiên Cà Mau, em gặp lại anh trong một ngày mới, em gặp lại em trong một ngày vui, là ngày giải phóng nước non ra đời, là ngày hạnh phúc hay bình an lớn. Gặp lại cha trong ngày hội lớn, hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam, là ngày giải phóng nước non đang đời, là ngày hạnh phúc anh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây trái tim dương hồng, vẫn còn đây máu xương Việt Nam,
con thân hơn dù đời cay đắng, tâm con sơn dù lòng trắng khăn xu, còn Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam có con ngày quang vinh, trong đêm trường phục sáng mặt trời, mãi bình minh về Việt Nam ơi. Thưa quý vị, sau đây là cái mục tôi nghĩ là cái đinh của các thường thường trong những buổi tưởng niệm ngày 30 tháng 4, cái đinh của cái ngày tưởng niệm này, đó là chúng ta thể hiện cái chuyện phản đối cái nhà đương quyền Cộng sản Hà Nội tại Việt Nam, là chúng ta sẽ chuẩn bị đốt cờ máu. Chúng tôi xin trân trọng mời một chiến sĩ lão thành đã từng ngay từ những buổi đầu trong ngày lưu vong của chúng ta đã chiến đấu và có mặt, và cho đến ngày hôm nay ông vẫn luôn luôn có mặt với chúng ta, đó là ông Nhất Long. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay chào mừng ông Nhất Long. Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ biểu tượng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện tại Việt Nam, là tai họa xảy ra, là tang thương ập đến, là máu đổ thịt rơi của hàng vạn chiến sĩ quốc gia, của muôn dân vô tội, cải cách ruộng đất, nhân văn giai cấp, biến cố Tết Mậu Thân, trường tiểu học cai lệ, giam tù đầy ải các quân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa. Biết bao thân xác đã chết tức tuổi, oan nghiệt vì lá cờ đỏ sao vàng này. Hiện nay tại quốc nội, nhân dân lầm than không có tự do, không có nhân quyền, cũng vì lá cờ máu này còn hiện diện tại Việt Nam. Cho nên bây giờ chúng tôi mời quý vị đồng hương chứng kiến mình màng chúng ta đốt lá cờ máu, là đốt biểu tượng của Cộng sản Việt Nam để xây dựng một chế độ tự do nhân quyền. Việt Nam đã đạo Cộng sản Việt Nam, đã đạo Cộng sản Việt Nam, đã đạo. Công lực chúng ta đốt lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam, kính mời quý vị đồng hương chúng ta phải đốt lá cờ chính nghĩa của chúng ta. Đây, biểu tượng của Cộng sản Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng chúng ta vừa đốt đi. Chúng ta đã đốt đi một chế độ mang lại tai họa cho đất nước của chúng ta. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được cho chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc ngôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống với trái hùng, quyền tự hào tự tôn nói sống, là bảo vệ đất nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Cần để tự do bước vào hạnh phúc, trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết cho đi cho mình, cho mãi bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài.
lại đất tổ, trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói rằng là bảo vệ đất nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do vô cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết tốt gì cho mình, cho thái bình an nước Việt Nam. Đã đạo cộng sản Việt Nam bắt to. Đã đạo cộng sản Việt Nam bắt to. Đã đạo cộng sản Việt Nam bắt to. Chiến thắng của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do như cầu hạnh phúc. Tại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình con nước Việt Nam. Tại đây quyền chính đáng của toàn dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình đất nước Việt Nam. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình đất nước Việt Nam. Cho thái bình đất nước Ava, 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 Ava,